Chim cu gáy nha bà con, chim cu gáy là một chim cu nó khắc tinh với những người say rượu, không được ăn chim cu gáy, uống rượu không được ăn chim cu gáy. Trẻ em, người lớn tuổi, bà bầu, phụ nữ có thai và đang cho con bú, nóng trong người, lỡ lét tay chân, đang uống thuốc chống đông, nó tốt cho giải độc, bổ huyết, tốt cho kinh nguyệt phụ nữ, giảm đau, bổ thận. Wow, tốt quá ha. Mỏi gối, đau đầu, mệt mỏi, vô lực, di linh, mất ngủ, can thận, bổ sung tạng, ngũ âm. Wow, giải độc tiêu hóa, khu phong tỏa giải độc, tốt cho xương khớp, tốt cho tóc, móng tay. Nó ăn một tuần một con, không ăn lông và cũng không ăn chân, không ăn cánh bà con à. Đó. Còn nhưng mà chim cu gáy là không ăn được, là những người thế này không ăn được chim cu gáy, là người say rượu, người uống rượu, trẻ em, người lớn, bà bầu, phụ nữ cho con bú, nóng trong người, lỡ lét tay chân, đang uống thuốc chống đông là không ăn được chim cu gáy. Còn ra là những người ăn được hết, tốt hết. Chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe. Xin chào nào.